Hi, xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn đã đi học chưa nhỉ? Sau cái kỳ nghỉ Tết này rất là dài đúng không? Ui, tóc mình xấu thế. Sau cái kỳ nghỉ Tết này rất là dài, không biết là các bạn đã đi học chưa. Tuy nhiên thì hôm nay là ngày Chủ nhật và đến mai là ngày thứ hai để bạn Percy bắt đầu đi học. Và bây giờ chúng ta thử xem là bạn Percy và chúng ta sẽ chuẩn bị những cái gì cho buổi học đầu tiên sau một kỳ nghỉ Tết rất là dài của ngày mai nhé. Hi, xin chào bạn Percy. Bạn nói xin ơi, thế bạn đã lên kế hoạch gì cho ngày mai chưa? Bạn chuẩn bị những cái gì trước nhỉ? Đầu tiên là cái gì nhỉ? Bạn là Sanxi à? Bạn Sanxi đã chuẩn bị gì cho ngày mai chưa? Bây giờ mình sẽ xem hai chị em của bạn Bonosi sẽ chuẩn bị cái gì cho buổi ngày mai nhá. Cái đấy để làm gì? Rồi, bạn Percy sẽ mang một cái bình đi để đựng nước để uống riêng cho đỡ bị lây nhiễm về Covid. Rồi, tiếp tục. Ui, làm gì mới hai cái? Đâu, khẩu trang đâu, chuẩn bị được chưa? Đâu rồi? Rồi, bạn làm gì? Ủa, mang đến đạn làm gì? Đâu, bạn Sanxi có phải chuẩn bị khẩu trang không? Đó. Có gì đó. Rồi bạn Sanxi cũng đang chuẩn bị cho buổi học đầu tiên vào ngày mai. Đấy. Không sao, ai cũng được. Nếu sao có bước được luôn. Rồi vậy là bạn. Ơ thế sao con tham một thế thì con thiếu à? Đấy, bạn sao thì chưa biết cách sử dụng khẩu trang rồi. Không được cầm vào, chỉ cầm mấy quai để cho đỡ nhiễm Covid vào đúng không? Rồi, cứ cặp sách đâu? Con phải lấy cặp sách ra, con chuẩn bị hết, mang hết lên đây đi, chuẩn bị để lên đây đi. Đấy, mình mang hết, tập hợp hết ra đây đi. Đây các bạn ơi, nhìn góc học tập của bạn Percy này, trông quá là bừa bộn đúng không? Đấy, bừa bộn quá. Bạn ấy toàn để đồ bừa bộn thôi, không cần cân dọn. Không biết là góc học tập của các bạn nhỏ khác thì như nào, liệu có bừa bộn như thế này không nhỉ? Đấy, một tờ thời khóa biểu này để đun cơm ở đây này. Đấy, cái ra này có dùng không? Có dùng thì dán lên không để đun cơm như thế. Góc học tập để nuộm thuộm là rất hay học dốt. Đấy, vừa sao vào ấy à? Rồi tiếp tục đi. Đâu rồi? Đi tiền chuẩn bị đi. Bạn Sa chị đang nộp cái gì đây? Sách gì? Sách âm nhạc á? Để lung tung chắc mất rồi. Nguyên gì? Đây. Trời ơi, sao nhiều vở thế? Thôi bạn Sanxi cũng đã tìm thấy quyển vở âm nhạc của mình rồi. Ô đây là cái gì vậy? À, giấy bọc quyển vở cho nó đỡ bị nhàu bìa mấy cả cho nó đỡ bị nát đúng không? Đây là bạn Percy mới mua một bộ rất là nhiều vở mới đấy. Có cho bạn Sanxi vở không? Không, bạn Sanxi có mà. Đâu, vở con ạ. Ôi, bạn Sanxi cũng có vở đẹp thế. Sao? Đấy, ai cũng mang đi. Đấy là vở. Bóng luôn đi. Chả bóng luôn gì, bóng luôn không may, còn mang đi gì. Con chỉ bọc quyển nào con mang đi thôi, còn ở nhà không cần bọc đâu. Đấy, bạn Sanxi cũng có một tập này, không biết là bao nhiêu quyển đây. Thì 10 quyển đúng không? Ôi, bút mới à. Đây là bút mới hay bút cũ à? Sao cái chỗ này nó cứ kiểu gì á, nó cứ bừa bộn cái gì á. Mỗi một buổi học xong thì các bạn nhỏ chúng ta phải nhớ phải cất sách vở đúng nơi, đúng vị trí. Sau đó thì các cái dụng cụ gì bừa bộn thì mình phải cất đi. Thì được buổi sau thì mình phải ngăn nắp gọn gàng như thế thì mình học mới giỏi được. Còn lộn thuộm thì chắc không bao giờ giỏi. Bạn bảo là xin đi tố học dốt.
Ở bạn sao xìu, ta cũng đã phá rồi. Ui dồi ôi, nguy hiểm không? Thế sao Hải An không muốn cứng có phá nguy bộ này ra? Mà Hải An hết giấy 5 quyển của Hải Linh dùng xong bao giờ phá lần sau thì mỗi người lấy 50 quyển nữa. Giống nhau mà. Nhưng mà vở này giống nhau đúng không? Thế thì có phải bị tự nhiên bị phá cả hai không? Cắt cái này xé ra được mà. Lắm chuyện quá. Đấy. Ơ, không dán vào phải viết tên đấy chứ không đến đấy nhầm sách vở hay sao? Đây. Dán vở, con đồng. Ôi, dán vở nát hết rồi chị ạ. Thôi, tất cả lấy một nhát vào đấy thôi, cần gì lấy nhiều. Chỗ này đủ rồi. Mỗi người lấy 3 cái thôi. 5 thì có 3 quyển, dán 5 cái. Dán đi xong rồi bạn Sa Si viết thử chữ xem có biết tên, biết tên không. Bạn Sa Si học cấp 1, gần hết cấp 1 rồi cơ, chưa biết viết cơ. Ở đây có mà. Không, phải dán là chứ. Dán là cho đúng gần vỏ chứ. Ai dán đấy? Che đấy, che đấy. Thế thì ôi đây nó có rồi thì cứ viết đây làm gì phải dán nhỉ? Mẹ Thủy ơi, cái này nó có rồi thì cần gì phải dán? Không. Không cần dán, có rồi viết tên đây luôn, viết trường đi, viết một quyển này đi. Bạn An không biết viết à? Chưa biết viết đúng không? Học hết lớp 1 rồi mà. Không biết mai đến đấy các bạn nhận nhầm vở của mình, chả biết vở của ai. Đấy, viết tên, viết trường đấy, còn vở gì thì mai cô giáo bảo vở gì thì mình viết vở đấy chứ. Cái gì? Đang tìm gì đó? Hôm nay các bạn sẽ phải chuẩn bị sớm và sẽ phải đi ngủ sớm đấy, tại vì mai bạn Sa Si của ta phải dậy rất là sớm. Bạn Sa Si cũng quen là ngủ dậy muộn rồi, toàn ngủ từ lúc 12 giờ xong là sáng ra tận 10 giờ đến 11 giờ mới dậy. Thế nên là mai kiểu gì cũng rất dễ là dậy muộn mà dậy ẻ oải. Ừ, kệ. Mai nghi Hải An dậy ế oải gọi mãi không dậy lắm, xong là lúc đến giờ học rồi mà vẫn ngủ á, nghi đấy. Tin không? Hải An tin không? Sao? Hải An có tin không? Thế con đừng có sang nhờ chỗ nước của bạn trai chơi nhá. À, giới thiệu với các bạn nhé, bạn bờ Si ấy ở lớp ấy. Ok. Chúng người đấy, bỏ ra. Phải đây. Giới thiệu với các bạn nhé, bạn bờ Si ở lớp ấy là có mấy bạn rất là thần tượng nhỉ không? Đấy, sang là hôm trước bạn bờ Si được bố đưa đi chơi ở công viên nước thế nào, gặp một bạn trai, bạn ấy bảo là Hải Linh ơi, Hải Linh đi đâu ấy? Hải Linh ngại, Hải Linh không dám trả lời. Vậy để chuẩn bị cho ngày mai đi học thì bạn San Đình Xuyên của chúng ta bắt đầu bơm mực này, bơm đầy, chuẩn bị một cái bút mực để bơm đầy mực vào trong đấy luôn. Đấy. Không biết ạ, không biết là bạn. Ơ? Cái gì? Hộp bút à? Đấy là một hộp bút đựng cả Eken với thước đô độ nữa để cho bạn San Đình Xuyên mang đi học trong buổi ngày mai. Đấy, bạn San Đình Xuyên đang bơm mực. Ui dồi ôi, chết chân tay. Thôi các bạn ơi, nhìn cái cặp của bạn bò xin đấy, áp vào ập này. Không có những cái gì ở trong đấy mà nhiều thế. Không cần cái gì đây. Quyển sổ này là quyển sổ tình yêu đúng không?
Nháp gì mà nháp bằng số, không ai nháp bằng số quá đấy. Đây có bố mà. Thôi không ai mang số liền gì. Nháp người ta có quyền vở nháp mà. Thế để ngoài này này, ngăn ngoài cùng mai đi thì đeo luôn. Đấy, để ngăn ngoài này. Sao nhiều thế, vỏ nhiều thế. Thêm một hộp bút. Thôi cho vào hộp bút, ai cho vào hộp bút thế bình ra. Buôn xì. Buôn xì.